Văn Trọng, Lương Vũ, Mai Thế Thế. Xin trân trọng gửi lời chào đến quý vị cùng với Euro 2016. Hai anh Lương Vũ. Chào anh Đọc Trọng cũng như Lương Vũ, gửi lời chào trân trọng tới tất cả quý khán thính giả đang xem chương trình Euro 2016. Chào Mai Thế Thế, chờ đợi Lương Vũ như thế nào rồi Mai Thế Thế? Mai Thế Thế xin gửi lời chào trân trọng đến quý khán thính giả của chương trình bình luận Euro 2016 của Leader Sài Gòn TV. Và hôm nay thì có một người tiền đạo đến với anh, đứng cạnh bên anh để tham dự giải Euro 2016, Mai Thế Thế. Đúng ra Luân Vũ không phải là tiền đạo, nhưng mà Luân Vũ là tiền vệ trung tâm, một trong những tiền vệ mà trong những năm gần đây là thi đấu rất là tốt và là một tiền vệ không thể thiếu trong thành phần của đội thanh niên Lido Sài Gòn. Thì Luân Vũ sẽ đến với chương trình bình luận túc cầu Euro 2016 của đài Lido Sài Gòn TV với tư cách là một khách mời, một tuyển thủ của Lido Sài Gòn. Thì anh Đồng Trọng và Mai Thi Thế cũng xin chân thành cảm ơn Luân Vũ đã ngỏ ý là khách mời cho xuyên suốt trong một tháng của giải bóng đá Euro 2016. Kính thưa quý vị, trong những giây phút này tại thành phố Santa Clara, đội tuyển USA đang thi đấu với đội tuyển Colombia, và chắc có lẽ chúng tôi phải nhường lại cho nhà bình luận bóng đá nổi tiếng ở quận Cam, đó là Luân Vũ. Trước tiên thì kính thưa quý vị, trái tim công dân Hoa Kỳ, lúc nào Luân Vũ cũng biết là không chỉ Luân Vũ mà hàng triệu con tim người Hoa Kỳ chúng ta dõi theo từng bước chân của những tuyển thủ Hoa Kỳ. Phải nói là ông Klinsmann sẽ đưa đội hình như thế nào để thắng Colombia. Thì Luân Vũ chúc cho đội Hoa Kỳ sẽ giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 1-0. Sau khi chương trình này chấm dứt thì anh nghĩ Hoa Kỳ với tỷ số bao nhiêu với Colombia luôn? Thì như Luân Vũ đã nói là đá với Colombia không phải là dễ. Đây là một trong những bảng tử thần của Copa America. Thế có đồng ý như vậy hay không? Chính xác. Khi mà anh em nói về bình luận Euro nhưng mà vẫn trái tim cũng vẫn để về đội Hoa Kỳ. Thì khi mà chương trình đang đến với quý vị thì là đội tuyển Hoa Kỳ sẽ thi đấu trận mở màn giải Copa America kỷ niệm 100 năm tại vùng Bắc Cali. Và đội tuyển Hoa Kỳ sẽ gặp đội Colombia. Thì đây là một trận đấu mà mọi người nghĩ rằng khó khăn đến đội Hoa Kỳ, nhưng Mai Thế Thế tin rằng đội Hoa Kỳ sẽ có điểm ngày hôm nay. Lý do cái thưa vị, tôi muốn chia sẻ với quý vị, Hoa Kỳ không phải đây là lần đầu tiên nằm trong bảng tử thần mà đã nằm trong bảng tử thần rất là nhiều lần. Với 2014. Chính xác. Hoa Kỳ nằm trong bảng tử thần mà cả thế giới đều nói Hoa Kỳ xách vali về nước sớm, nhưng đã oanh liệt bước vào chỉ khuất phục trước đội tuyển Bỉ. Với mà cầu thủ mà Luân Vũ thật sự mà rất là tiếc nuối khi mà Lewandowski một mình một banh giữa khung thành trống, thay vì nhắm mắt đệm banh vào lưới thì anh ta lại chọn cái sút mà không bao giờ cả người dân của nước Mỹ cũng như ủng hộ viên trên toàn thế giới yêu đồ hỉ mong chờ, đó là sút lên trời. Vâng, kính chúc vị, vào ngày 10 tháng 6 tới đây, tất cả những người yêu chuộng bóng đá trên hành tinh đều hướng về sân vận động Saint-Denis của Pháp. Và điều gì sẽ xảy ra giữa trận đấu khai mạc đội Pháp với đội Romania? Nhưng trong thời gian gần đây thì chắc quý vị cùng với nhóm thực hiện chương trình thể thao của chúng tôi đến với tất cả các sân vận động tại Hoa Kỳ để theo dõi Copa phải không anh Mai Thị Thế? Copa America. Và ai là người sẽ vô địch Copa này thưa Mai Thị Thế? Hiện tại bây giờ ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch vẫn là đội tuyển Brazil và Argentina, nhưng quả banh còn lắm. Nhưng mà Argentina quả banh không còn Messi rồi, Messi chưa trả tiền thuế thì làm sao mà vô địch được. Để nói về Argentina thì Messi đang bị lùm ba lùm bùm về vấn đề thuế. Thì Messi là một trong những cầu thủ rất khiêm tốn trên sân cỏ, là một trong mẫu cầu thủ rất nhiều ủng hộ viên trên thế giới yêu mến. Nhưng ở ngoài đời về vấn đề thuế thì Luân Vũ nghĩ có bàn tay trợ lực từ gia đình. Wow. Không biết anh có nghĩ như vậy không? Wow. Chứ Messi chỉ chú tâm vào nhìn trái banh và lúc nào cũng yêu trái banh hết. Chính xác, Luân Vũ, anh Đoàn Trọng và quý khán thính giả đều nghĩ rằng cái sự thiếu vắng Messi thì sẽ làm giảm đi sức mạnh của đội tuyển Argentina, cũng như là sự thiếu vắng của Neymar sẽ làm giảm đi sức mạnh của đội Brazil. Nhưng hai quốc gia này rất nhiều những cầu thủ mà hiện nay là hàng đầu của các giải bóng đá châu Âu, nên không có gì mà ngăn cản được một cái cơn bão mà của họ dẫn đến trận chung kết. Thế bao giờ Messi có thể trở lại Hoa Kỳ để cùng với Argentina for Copa? Thì kính thưa quý vị, thì Messi sau một mùa giải làm việc phải nói là đầy cực lực để giúp cho Barcelona lấy hai chiếc cúp nhà vua và giải vô địch La Liga. Thì một chiếc cúp duy nhất mà Messi cần đó là gì? Chiếc giày vàng.
một chiếc giày vàng, bởi vì lý do nếu Messi không thi đấu ở Copa America, anh ta sẽ hơi bị dưới lép hơn là Ronaldo. Lung Vũ nói cái này là quả bóng vàng. Quả bóng vàng chứ không phải là đúng, chiếc giày vàng. Quả tại vì vàng. Chiếc giày vàng hiện tại bây giờ là Luis đã nằm Suarez. Trong tay của Luis Suarez và trong một cái giải đấu mà có tính chất ở đội cấp đội tuyển quốc gia thì là Ronaldo cũng muốn chứng tỏ mình ở giải Euro kỳ này, thì là Messi anh cũng phải cố gắng chứng tỏ mình ở giải Copa America hay là giải Olympic sắp tới để có những phiếu bầu từ các nhà báo, các huấn luyện viên của các đội để bầu cho họ vào những dịp cuối năm vào cái quả bóng vàng 2016. Hai nhà bình luận hôm nay, quý vị hướng về thành phố Denis và quý vị đang thấy hình ảnh tất cả các nước sông ở tại Pháp đang còn dâng cao lên. Bên cạnh đó thì những đoàn biểu tình, có một số họ biểu tình chống đối cái Eurocup ở đây. Tất cả những sự việc nó càng mất đi ảnh hưởng của Cúp châu Âu không? Thì kính thưa anh Đồng Trọng cũng như thưa quý khán giả, quý vị thấy rồi đó, World Cup 2014 tại Brazil cũng có một số người chống, nhưng chống thì chống, ngày hội của hành tinh, ngày hội của những người yêu túc cầu sẽ không bao giờ bị gián đoạn bởi cái mối quan tâm bây giờ của những cầu thủ, những ủng hộ viên tới Pháp là gì? Khủng bố, và bây giờ chính lại xác. Thêm là thời tiết nữa, hai cái mối lo anh. Thời tiết thì bây giờ Texas nước lụt rất là nhiều, có ảnh hưởng đến sân vận động Moonlight không? Sân vận động Moonlight thưa quý vị nằm trên đường Beach góc mặt Garden trong khu chợ Tân Phát. Nơi đây rất lý tưởng, có mái che, không sợ mưa, không sợ nắng, mà có bình luận viên duy nhất nói tiếng Việt tại Hoa Kỳ, Luân Vũ. Wow! Anh Đồng Trọng và Luân Vũ mới vừa nhắc đến Moonlight thì không phải là quảng cáo cho Moonlight, nhưng mà thiệt sự Mai Thị Thế giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một nơi mà xem bóng đá rất lý tưởng, rất hợp cho những người lớn tuổi và những người đâu không có người trẻ tuổi nữa. Em biết những người không, những người trẻ tuổi không thích hút thuốc, chẳng hạn như là không đến những nơi mà có hút thuốc hay là cái những nơi mà nó hơi ồn ào náo nhiệt quá. Có Heineken không? Không khí, không khí Mula là số 1. Heineken. Em đã từng chứng kiến chú bác tới, các gia đình chở chú bác tới ngồi thưởng thức, xem đá banh, uống bia, ăn sáng, uống cà phê, mọi ở đó nói chung là đầy đủ. Vâng, kính thưa quý vị, hàng ngày từ lúc 6 giờ PM cùng trên làn sóng 57.7, quý vị cùng với chúng tôi qua Euro 2016 với sự điều khiển của nhà sản xuất David, bên cạnh đó Hương Ly, Luân Vũ, Mai Thị Thế và Đoàn Trọng sẽ gửi đến quý vị tất cả những tin tức, tất cả những sự kiện xảy ra trên tất cả các sân cỏ của tại nước Pháp. Và kính thưa quý vị, vào 6 giờ chiều, quý vị xem xong chương trình bình luận bóng đá, quý vị ngày mai trở lại với sân vận động Moonlight phải không, Luân Vũ? Dạ chắc chắn, thưa quý vị có thể gọi cho Luân Vũ để đặt chỗ 714-467-5840, 714-467-5840. Luân Vũ sẽ cập nhật trên website moonlightbanquet.com, moonlightbanquet.com. Những trận thi đấu bùng nổ, những trận thi đấu phải nói quyết liệt tính tới giờ phút cuối cùng. Ông trọng tài giơ bảng lên là 3 phút cộng giờ, 3 phút phù du sẽ là 1 phút phù mỏ cho đời nào sẽ thua, cái thưa quý vị. Cái mà anh Trọng biết, cái mà em thích nhất đến Moonlight là sẽ được nói chuyện với lại các chú bác. Các chú bác am hiểu túc cầu, bóng đá rất nhiều mà các chú bác ngồi trao đổi trong giờ halftime rất hay. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay quý vị cùng với chúng tôi đến nước Pháp và cùng tham dự giải Cúp châu Âu với đội tuyển Pháp, đội đăng cai chủ nhà đội Romani, và hai đội nằm trong bảng A là đội nào thưa anh Mai Thị Thế? Trận mở màn sẽ là trận đội Pháp và đội Romani, và sáng ngày hôm sau sẽ có một trận nữa của bảng A, đó là đội Albania và đội Thụy Sĩ, Switzerland. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay nhóm thực hiện chương trình Euro 2016 sẽ gửi đến quý vị đội tuyển Pháp, đội tuyển Romania, đội tuyển Albania và đội tuyển Thụy Sĩ. Quý vị chờ xem và chúng tôi trở lại quý vị trong giây lát.